Chương 01 Nghèo túng hoàng tử bắt đầu đánh dấu hỗn độn thánh thể. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tần Trần, từ nay về sau, ngươi không còn là đại tần hoàng triệu mười thất hoàng tử, như vậy bỏ đi đại tần hoàng tộc thân phận. Ngày sau an phận thủ thường lưu tại Thái nhất thánh địa bên trong tốt cuộc sống thoải mái đi, Thái nhất thánh địa đã hứa hẹn, ngươi nhưng tại Thái nhất thánh địa nội tu đi, giàu gì cũng có thể bảo đảm ngươi cả đời bình an ngươi không thể trách đại tần hoàng triều muốn trách chỉ có thể trách mẫu thân ngươi dám can đảm công nhiên đoạt quyền ý đồ mưu phản hoàng chủ chi vị trêu đến hoàng triều đại loạn muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi thân là hoàng tử đại đế huyết mạch hậu nhân lại chỉ là một giới phàm thể không có chút nào thiên phú tu luyện từ nay về sau ngươi không còn là đại tần hoàng triều hoàng tử hoàng triều cũng sẽ không thừa nhận thân phận của ngươi có thể miễn trừ trách phạt đưa ngươi nhập thái nhất thánh địa nội tu đi, thành là thánh địa đệ tử, đã đối ngươi rất tốt. Đứng tại một chỗ trên vách núi, tần trần trong đầu như cũ vang lên tiễn hắn đến đây mấy vị hoàng triều cường giả lời nói, nhìn trước mắt tuấn tú kỳ vĩ dãy núi núi non trùng điệp, lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Kỳ thật, hắn cũng không phải là đó là cái thế giới người, mà là từ địa cầu xuyên qua đi vào thế giới này. Ngay tại vừa mới, hắn mới xuyên qua tới, linh hồn tiến vào cái này tên là tần trần 15 tuổi thiếu niên thể nội, cũng kế thừa thân thể này hết thảy ký ức. Đây là một cái thuộc về người tu luyện thế giới, trước mắt ở tại phiến đại địa này tên là Thương lang Đại Lục, rộng lớn vô biên, so với địa cầu cương thổ còn muốn to lớn vô số lần, cũng đã đản sinh ra số chi không rõ cường giả tuyệt đỉnh, những thứ này cường giả tuyệt đỉnh giơ tay nhất chân liền có dời núi dời biển uy năng. Thậm chí hồ, có cổ chi đại đế, áp đảo chư thiên phía trên, nhưng sinh nuốt nhật nguyệt tinh thần, tạo hóa thiên địa, không gì làm không được, quan sát toàn bộ vũ trụ mênh mông. Trong đó, Tần Trần xuyên qua trở thành trên thế giới này một cái bất hủ thần triều hoàng tử. Bất hủ thần triều, chính là cái này thương lan đại lục bên trên cường đại nhất cổ lão truyền thừa một trong, cổ chi đại đế lưu lại vạn cổ truyền thừa, tại trung châu thống ngữ ức vạn dặm phương viên vô cực cương vực, dưới trướng cũng có được số chi không rõ cường giả. Sinh ở thần triều đế hoàng nhà, vốn nên hưởng hết vinh hoa phú quý, lại trở thành quan sát thế gian mạnh đại tu sĩ, tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc, Tần Trần xuyên qua đi vào thế giới này, còn chưa kịp hưởng thụ đây hết thảy, liền bị Đại Tần Hoàng triều bỏ đi hoàng tộc thân phận, biến thành thứ dân, trục xuất đến rời xa Trung Châu Nam Hoang, đi vào cái này Thái Nhất Thánh địa bên trong, bị đưa vào trong đó, trở thành đệ tử. Hết thảy nguyên do, liền là bởi vì mẫu thân của Tần Trần ý đồ mưu phản, cướp đoạt hoàng chủ đại quyền, nhưng tần trần biết là hoàng hậu phía sau hãm hại bởi vì tần trần mẫu thân một mạch cùng hoàng hậu một mạch đều là đại tần hoàng triều bên trong vô cùng mạnh mẽ hoàng tộc phe phái một trong vẫn luôn tại tranh quyền đoạt thế đáng tiếc tần trần mẫu thân phe phái chung quy là không bằng hoàng hậu phe phái cuối cùng tại trận này đấu tranh bên trong thất bại bị hãm hại biếm nhập trong lãnh cung không được xuất thế tần trần cái hoàng tử này đồng dạng gặp liên lụy bị bỏ đi hoàng tử thân phận trở thành thứ dân mà lại biếm ra hoàng tộc. Không có đóng áp Tần Trần, vẫn là xem ở hắn chỉ là một giới phạm thể, không có bao nhiêu tu luyện khả năng. Nể tình thân phận của hắn, đại tần hoàng triều hoàng chủ lạnh lùng sau khi, vẫn là sai người tiễn hắn đi tới Thái nhất thánh địa bên trong, không thể trở thành cao cao tại thượng thần triều hoàng tử, cũng có thể bảo hộ cả đời bình an. Bất quá, Tần Trần nghĩ muốn phóng lên tận trời, chú định là không thể nào. Mà lại cái này Thái nhất thánh địa, đã sớm không còn năm đó huy hoàng, từ cận cổ thời đại bắt đầu liền triệt để suy sụp xuống, chỉ là còn có được thánh địa chi danh mà thôi. Tần Trần. Thái nhất thánh địa thái thượng trưởng lão nhìn lướt qua cái này 16 tuổi thiếu niên, mới cũng đối dò xét một phen, cảm ứng được ra kẻ này mặc dù là thần triều hoàng tử, lại tư chất bình thường, trời sinh phàm thể, khó trách không bị đại tần hoàng triều công nhận. Thái thượng trưởng lão. Kế thừa cái thân phận này Tần Trần biết địa thế còn mạnh hơn người, cũng biết đến trước mắt cái này thái thượng trưởng lão vẫn là thái nhất thánh địa chân chính cao tầng, vì ngày sau suy nghĩ, một mực cung kính hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Gặp một màn này, thái thượng trưởng lão khẽ vuốt cầm, cuối cùng cái này nghèo túng hoàng tử còn tính là thức thời, nếu là còn dám ỷ vào đại tần hoàng triều hoàng tử thân phận, hắn cũng không để ý cho đối phương mấy phần nhan sắc nhìn xem, thế là thần sắc hơi chậm, nói. Ngươi hẳn là cũng biết, ngươi bây giờ không còn là đại tần hoàng triều hoàng tử cũng không thể đối với người ngoại nói ra bây giờ đã vào ta thái nhất thánh địa liền từ tầng dưới chót bắt đầu làm lên đi từ giờ trở đi ngươi tiến về tạp dịch viện nơi đó báo đến từ tạp dịch đệ tử bắt đầu làm lên đi nơi này có lão phu lệnh bài ngươi cho tạp dịch viện trưởng lão nhìn bọn hắn liền sẽ vì ngươi an bại các phương diện đi thôi dứt lời một viên lệnh bài xuất hiện tại tầng trần trước mặt mặc dù Tần Trần dù sao cũng là ngày xưa thần triều hoàng tử, nhưng trời sinh phạm thể, khó mà tu luyện, tuy là hắn vị này thái thượng trưởng lão cũng không thể an bài hắn trở thành đệ tử chính thức, nếu không sẽ trêu đến những đệ tử kia không thích, ngược lại là hại Tần Trần. Tạp dịch đệ tử cũng không tệ, an an phân phân qua cả đời, có hắn cái này mai lệnh bài, trong thánh địa cũng không có mấy người dám can đảm lớn Tần Trần. Thái thượng trưởng lão thương hại nhìn thoáng qua Tần Trần, thân ảnh bay lên không, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một mặt hâm mộ tần trần. Xuyên qua đi vào thế giới này, ai không hy vọng trở thành cái kia ngự không tung cửu thiên, dời núi dời biển siêu cấp cường giả. Nhưng hắn cũng biết mình một giới phàm thể, tu luyện hy vọng xa vời, nghĩ muốn đạt tới loại kia tình trạng, căn bản không có khả năng. Tần Trần tự nhiên biết tạp dịch đệ tử, là thái nhất thánh địa tầng dưới chót nhất đệ tử, thậm chí không thể xem như đệ tử chính thức, nhưng cũng biết Thái Thượng trưởng lão dùng tâm lương khổ. Bất quá có cái này mai Thái Thượng trưởng lão lệnh bài, tạp dịch viện sợ cũng không dám khó xử tự mình, hẳn là không cần làm khó ai nhiều tạp vụ. Rất nhanh, Tần Trần tiến về tạp dịch viện, cũng bởi vì lệnh bài, tạp dịch viện trưởng lão xác thực không có làm khó hắn, chỉ là để nó trở thành một tên quét trác tạp dịch, thường ngày tại thánh địa các nơi đơn giản quét dọn một phen là đủ. Chỉ là, thái nhất thánh địa bên trong truyền ra không ít tạp vụ thanh âm hiển nhiên đều nghe được một chút phong thanh không biết từ chỗ nào chút con đường biết được tần trần nguyên lai là đại tần hoàng triều mười thất hoàng tử chỉ là bị biếm thành thứ dân rời xa trung châu bây giờ lưu lạc trở thành thái nhất thánh địa bên trong tạp dịch đệ tử bởi vậy không ít đệ tử chính thức thậm chí tạp dịch đệ tử nhìn thấy tần trần thời điểm cũng chỉ rõ đối với cái này tần trần chỉ có thể cười khổ trừ cái đó ra không còn cách nào khác may mắn bởi vì thái thượng trưởng lão lệnh bài vẫn còn những người này mặc dù thỉnh thoảng chế nhạo hắn nên cũng không dám như thế nào xuất thủ ức hiếp hắn bất tri bất giác tần trần đi vào thế giới này đã thời gian một năm ngược lại cũng đã quen mặc dù không thể tu luyện tiên đạo nhưng cũng có thể tu luyện phàm tục võ đạo cường thân kiện thể thái nhất thánh địa làm tu tiên tông môn còn là có không ít phàm tục võ đạo có thể cung cấp tu luyện một ngày này Tần Trần, cũng chính thức 16 tuổi. Trên thế giới này, 16 tuổi chính là trưởng thành, nhưng không có người giúp Tần Trần chúc mừng, hắn cũng không có tính toán giúp mình chúc mừng, hoàn toàn như trước đây đi vào một chỗ vách núi chỗ quét rác, dự định cứ như vậy bình bình đạm đạm vượt qua cái này sau khi thành niên lần thứ nhất sinh nhật. Len Ken, chúc mừng túc chủ, thỏa mãn hệ thống nhất niên sinh tồn khảo nghiệm, hiện chính thức kích hoạt hệ thống. Hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong. Lúc này, chỉ nghe được trong đầu vang lên một trận máy móc thanh âm lạnh lùng, Tần Trần bỗng nhiên tâm thần chấn động. Hệ thống Tần Trần rất giật mình, một năm qua này, hắn đã dần dần tiếp nhận hiện thực này, cho là mình cố gắng cả đời cũng chỉ có thể tại thái nhất thánh địa bên trong làm cái quét rác tạp dịch đệ tử thôi. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ ở 16 tuổi sinh nhật lúc kích hoạt trong truyền thuyết hệ thống. Đối với hệ thống, nên cũng biết, đây chính là thiên đại máy gian lận không biết sẽ là cái gì hệ thống đâu tần trần tràn đầy chờ mong không để cho hắn đợi bao lâu rất nhanh trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm hệ thống kích hoạt thành công mời túc chủ tiến hành đánh dấu giữa thiên địa phàm là ẩn chứa thần tính chi địa túc chủ đều có thể đánh dấu nhưng mỗi ngày chỉ có thể đánh dấu một lần thần tính càng là nồng đậm chi địa đánh dấu thu hoạch được thưởng càng phong phú vài chỗ nhưng lặp lại đánh dấu. Thần tính chi địa Tần Trần lập tức liền hiểu, cái gọi là thần tính chính là giữa thiên địa đạo vận chi địa, có chút là tiên thiên, tỉ như một chút hỗn động tịnh thổ, tổ mạch, linh mạch, thần thụ, thần dược trồng chi địa vân vân. Có chút thì là người làm, tỉ như cường giả tuyệt đỉnh lưu lại di tích chi địa, như đại đế đạo trường, đế mộ, thương lan đại lục chính đại cấm địa các loại, nhưng một ngày chỉ có thể đánh dấu một lần, cơ hội lần thứ nhất cũng không thể dễ dàng như vậy lãng phí thật vất vả mới đã thức tỉnh hệ thống đại biểu ta có hy vọng có thể tu luyện cái này cơ hội thật tốt cũng không thể bình lãng phí không nhất định phải tìm một cái đầy đủ địa phương tốt đánh dấu tần trần vừa mừng vừa sợ hệ thống xuất hiện để hắn lúc đầu yên lặng tu luyện suy nghĩ lại lần nữa thiêu đốt mà lên dù sao xuyên qua đến thế giới như thế này bên trong ai không hy vọng tự mình trở thành tung hoành thiên hạ siêu cấp cường giả nhất là giống những cái kia viễn cổ thánh địa thế gia hoàng triều chủ nhân danh xưng vương giả tung hoành thiên hạ ai dám không tuân theo ai dám không theo chỉ là vô luận đại tần hoàng triều vẫn là thái nhất thánh địa trưởng lão phán định hắn tư chất rất bình thường chính là là phàm thể muốn bước vào con đường tu luyện quá mức gian khổ hy vọng xa vời tần trần mới đoạn tuyệt tu luyện suy nghĩ mà thôi hiện tại hệ thống xuất hiện, để tầng trần lại cháy lên hy vọng. Nếu như đánh dấu, khẳng định là chọn lựa đầu tiên cổ chi đại đế dấu vết lưu lại chi địa tốt nhất, cổ chi đại đế, chính là trên thế giới này thần minh, cứ nghe có được trích tinh thôn nguyệt chi uy, kinh khủng vô biên, là thế người suy nghĩ bên trong chí cao thần. Trên thế giới này, rất nhiều bất hủ thần triều, thánh địa, thế gia đều từng từng sinh ra đại đế, như đại tần thần triều, tất nhiên có cổ hoàng đại đế lưu dấu vết chi địa thần tính khẳng định rất mạnh rất có thể đánh dấu rất không tệ ban thưởng nhưng bây giờ tần trần chỉ là một kẻ phàm nhân không nói khoảng cách lộ trình quá mức xa xôi liên tiếp gần tư cách đều không có dưới mắt chọn lựa đầu tiên là thái nhất thánh địa bên trong chỉ là thái nhất thánh địa mặc dù xuống dốc nhưng vẫn như cũ là một phương thánh địa chiếm diện tích quá mức bao la phương viên hàng ngàn hàng vạn dặm tần trần chỉ là quét rác tạp dịch những năm gần đây chỉ là tại khu vực phụ cận từng lưu lại đối với thánh địa rất nhiều nơi đều chưa từng đi bởi vậy lập tức không biết hẳn là đi nơi nào đánh dấu tương đối tốt đúng rồi nghe nói trong thánh địa từng có một chỗ cổ địa hư hư thực thực là năm đó cổ chi đại đế ngừng chân qua địa phương cổ chi đại đế là cổ kim người mạnh nhất quan sát vũ trụ hắn ngừng chân qua địa phương khẳng định thần tính rất cường đại tần trần bỗng dưng nhớ tới tại thái nhất thánh địa bên trong có một tòa cổ sư vách núi, nghe đồn từng là có cổ chi đại đế năm đó trú lưu qua, lưu lại một đôi dấu chân. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là nghe đồn mà thôi, bởi vì lúc trước Thái Nhất Thánh Địa vẫn là cùng các đại bất hữu Thánh Địa, xa cổ thế gia, cổ hoàng hướng sánh vai cùng lúc, trong Thánh Địa đại năng xuất hiện lớp lớp, càng có phong vương xưng tôn cường giả tuyệt thế, tự mình tìm tòi nghiên cứu qua vách núi, đều không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, cuối cùng cho rằng chỉ là tin đồn. Dần già, chỗ này vách núi liền không có ai để ý, thậm chí hồ nhiều năm qua một mực bị long đông, không có bao nhiêu người đi qua. Mặc dù khả năng rất lớn tính chỉ là tin đồn, nhưng Tần Trần vẫn là quyết định tiến về chỗ kia chi tiến hành lần thứ nhất đánh dấu, nếu quả như thật là đại đế lưu dấu vết chi địa, cái kia tất nhiên có thể đánh dấu không tệ ban thưởng. Nếu như không phải, cũng chỉ là một ngày đánh dấu cơ hội mà thôi, đối với hắn mà nói, không có bao nhiêu tổn thất cùng lắm thì ngày thứ hai tiếp tục đánh dấu cũng được. 16 năm cũng chờ, cũng không quan tâm chờ lâu một ngày thời gian. Sau hai canh giờ, tần trần thở hồng học trèo núi bò lĩnh, cái này mới thật không dễ dàng đi tới chỗ kia cổ để giấu chân chi địa. Không có cách, thái nhất thánh địa quá lớn, mục đích cách hắn nơi ở khoảng chừng bách lý đường, đường xá trung sơn nhạc kỳ vĩ cao ngất, dù là tần trần tu luyện võ đạo, thân cường lực kiện, cũng hao tốn hai canh giờ, có thể nghĩ thật vất vả nhìn thấy hư hư thực thực cổ chi đại để lưu dấu vết chi địa tầng trần nhìn trước mắt một tòa cũng không cao lớn lắm vách núi trên vách núi đã là cỏ dại rậm rạp chỉ có một chỗ phương viên hai ba trường khu vực bên trong để trống không có nửa điểm cỏ dại lại lâu dài lộ ra sạch sẽ không bụi trung tâm có lấy một đôi dấu chân rất nhạt lại khắc ở trên vách núi mười mấy vạn năm từ đầu đến cuối chưa từng bị ma diệt len Ken này phát hiện vô cùng mạnh mẽ thần tính lưu lại Túc chủ phải chăng ở chỗ này đánh dấu? Chú thích. Nơi đây nhưng lặp lại đánh dấu. Đột nhiên, hệ thống thanh âm trong đầu xuất hiện. Đạt được hệ thống nhắc nhở, Tần Trần càng phát ra vững tin vô cùng có khả năng chính là cổ chi đại để lưu dấu vết chi địa, không khỏi trong lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, ta muốn ở chỗ này đánh dấu. Sau một khắc. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu hỗn động thiên để lưu dấu vết chi địa thành công thu hoạch được thể chất, hỗn động thánh thể. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên tại tầng trần trong đầu vang lên. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.